Dạ xin kính chào tất cả quý cô bác, anh chị, bà con đã quay trở lại những video tiếp theo của em Nguyễn Thái Dương Bồ Kết. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ quay cho các bác cái đây là cái vườn cây bồ kết ghép mà bác khách đã trồng của nhà em, lấy cây giống của nhà em trồng. Đến thời điểm bây giờ em quay cái video này là trồng được 1 năm. Thì các bác có thể thấy là cây đã phát triển và ra cho ra những cái lụ bói đầu tiên. Để mà thu hoạch được thì các bác lên cắt tỉa đi và mình chăm cây tạo tán trong vòng 3 năm đầu và mình sẽ thu vào năm thứ ba hoặc năm thứ tư thì nó sẽ hợp lý. Còn đối với những cây nhỏ như này mà các bác để cho ra quả thì thậm chí là nó cũng không đủ sức để nó nuôi quả đâu, thì là nó sẽ ảnh hưởng đến cây và cây không phát triển được nhau nhé. Cây bồ kết là một loại cây gắn bó với người nông dân Việt Nam qua nhiều thế hệ, đặc biệt là giá trị kinh tế từ quả bồ kết. Tuy nhiên những thách thức trong cái quá trình trồng cây bồ kết gieo từ hạt gây trở ngại cho bà con nông dân. Trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ những khó khăn lớn nhất khi trồng cây bồ kết gieo hạt và đề xuất giải pháp hiệu quả cho cái vấn đề này. Một trong những vấn đề đầu tiên mà người trồng cây bồ kết gieo hạt gặp phải đấy là sự xuất hiện dày đặc của những chiếc gai nhọn trên thân cây. Những chiếc gai này không chỉ khiến việc chăm sóc và thu hoạch trở nên khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người thực hiện. Tuy nhiên cái vấn đề lớn hơn là người nông dân gặp phải là tỷ lệ cây đực trong cái cây bồ kết gieo hạt. Cây đực là cây không ra quả, điều này có nghĩa là rất nhiều vườn sẽ không mang lại lợi nhuận. Sau nhiều năm chăm sóc, đến khi nhận ra cây đực thì nó quá muộn, không có quả, không thu hoạch được, coi như là mất trắng. Đây là rủi ro lớn cho bà con nông dân luôn phải đối mặt khi trồng cây bồ kết gieo từ hạt. Trồng cây bồ kết gieo hạt đòi hỏi rất nhiều thời gian và công chăm sóc. Từ khi gieo hạt đến khi cây có thể trưởng thành và ra được quả thì nó thường mất từ 5 đến 7 năm. Trong suốt thời gian này thì bà con nông dân cần phải đầu tư chi phí phân bón, nước tưới và công lao động mà không chắc chắn là sẽ có quả hay không. Điều này thì càng trở nên tệ hơn khi phải đối mặt với tỷ lệ cây đực cao. Mỗi cây đực là một nguồn chi phí mất đi, gây khó khăn lớn cho bà con nông dân. Trước những cái thách thức đó thì cây bồ kết ghép đã trở thành một giải pháp khả thi và hiệu quả. Khác với cây bồ kết gieo hạt, cây bồ kết ghép không chỉ khắc phục được tỷ lệ về cây đực mà còn có nhiều ưu điểm vượt trội như là cây không có gai, rất dễ chăm sóc và ra quả sớm hơn. Cây bồ kết ghép mang lại năng suất cao hơn, giảm thiểu thời gian và chờ đợi, không phải chờ đợi về rủi ro, không có rủi ro đến cho bà con nông dân. Cây bồ kết ghép không chỉ giúp bà con nông dân tiết kiệm công sức mà còn đảm bảo hiệu quả kinh tế cao hơn, thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch rút ngắn, năng suất quả cao và đều đặn. Không phải lo lắng về vấn đề cây đực, cây có quả hay không, những chiếc gai nguy hiểm, vấn đề đấy là chúng ta không cần phải lo đến nữa. Với cây bồ kết ghép thì bà con hoàn toàn có thể yên tâm thu lợi nhuận từ mỗi vụ. Nếu bạn đang gặp phải khó khăn với cây bồ kết gieo hạt thì hãy cân nhắc đến việc chuyển sang trồng cây bồ kết ghép, hoặc các bác có thể là chọn cái phương án là mình khắc phục bằng cách là ghép cắt những cái cây bồ kết gieo hạt mình trồng được vài năm rồi, mình có thể cắt ngang cây đi để cho nó lên mầm khác và ghép những cái cắt những cái mắt ghép từ những cái cây nó sai quả về mình ghép vào nhau nhé. Đây là cái giải pháp không chỉ giúp tăng năng suất mà còn giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm công chăm sóc, mang lại lợi nhuận cao cho quý bà con. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay nếu các bạn cần cây giống bồ kết, đừng bỏ qua cái cơ hội tuyệt vời này để đầu tư vào cây giống bồ kết ghép và tận dụng lợi ích từ quả bồ kết. Chúng tôi cam kết cung cấp cây giống bồ kết chất lượng và hỗ trợ các bạn trong suốt quá trình trồng và chăm sóc cây. Rất hy vọng trong tương lai gần có thể kết hợp thu mua toàn bộ số lượng quả bồ kết của quý bà con. Nếu bạn đang có quả bồ kết muốn bán thì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ tới nhiều người khác để mọi người cùng biết tới cái giá trị của kinh tế của cây bồ kết và biết tới cái khó khăn khi trồng phải cây bồ kết gieo hạt nha bác nhé. Bạn hãy để lại câu hỏi hoặc ý kiến bình luận của mình dưới phần bình luận của video này, chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể. Các bác có gì băn khoăn thì cứ đặt câu hỏi dưới phần bình luận của video, em sẽ đối với những cái câu hỏi mà nó liên quan đến những cái kỹ thuật thì em sẽ làm ra những video để trả lời cho các bác. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.